Chào các bạn, hôm nay là mình thi công sắp xong một cái bức tranh đá về sơn thủy. Thì đây là một cái phòng khách của gia chủ rất là đẹp. Thì với cái bức tranh của Winston á, thì cái này gọi là sơn thủy. Thì các bạn đây hình dung lại là ở đây á là những cái như kiểu núi và sông và các cái nguồn gió. Thì ở đấy á là gia chủ rất là kỹ tính chọn được cái bức tranh này hợp với phong thủy của mình. Thì ở đây này, ngoài cái vẻ đẹp ra thì ở đây là giúp cho gia chủ có những cái không khí về cái vận khí của gia chủ rất là tốt. Thì bây giờ xu thế á, là một cái phòng khách hầu như là có một cái bức tranh để làm một cái điểm nhấn của nhà, ngoài các cái nội thất gỗ ra. Thì ở đây á thì là ở Winston là đã làm được khoảng 90% rồi, còn khoảng 10% nữa vì là liên quan đến các nội thất nữa. Thì là đấy là bọc đề can cho nên là chưa thể nhìn hết được cái vẻ đẹp này. Thì khi mà hoàn thiện á thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Thì ở đây là lúc mà ngày buổi ngày thì ánh sáng nó như này, còn khi á đẹp nhất của cái bức tranh này là khi đó là lúc bật điện. Thì em bật hộ cho anh cái đó, các bạn nhìn có thể khác hơn không? Thì khi á bật điện thì lúc đó là mình mới thấy được nét đẹp của cái bức tranh này. Đây là hoàn toàn bằng tự nhiên nhé, không có một cái gì là bằng công nghiệp hết. Đây là những cái chất đá. Hơi tiếc là vì ở đây nó chưa xong cho nên là chưa bóc được cái đề can này ra. Khi mà bóc được cái đề can và mình làm một cái lớp bóng nữa thì cái bức tranh nó rất là đẹp, thì phù hợp với những cái gia chủ là muốn phong cách và những cái kiến trúc đẹp. Và cái này á thì cái xu thế của bắt đầu từ năm 2021 là hầu như là những cái phòng khách là sử dụng những cái bức tranh này làm điểm nhấn của gia đình. Thì là từ ở xưởng của mình á thì lên đây là vừa lắp ghép xong một cái bức tranh là hoàn toàn bằng tự nhiên, bằng đá onyx xuyên sáng. Thì ở đấy á là anh chủ nhà là chưa vào ở cho nên là mình chưa bóc được cái này. Thì đây là một trong những cái bức tranh mà gia chủ rất là thích. Thì là cái phòng ở đấy á là cái phòng để chủ nhà tiếp khách, những cái khách quý. Thì ngoài cái việc mà trang trí buổi ngày giá thì là ở đây nó có một cái rất là hay là bật điện thì nó sẽ xuyên sáng lên. Thì em có thể bật điện lên để cho mọi người xem. Đó, các bạn thấy khác không? Khi mà một cái phòng kín á thì nhìn ở đây rất là hoành tráng cho một cái gia chủ đẳng cấp. Thì họ thường á là dùng những cái loại tranh đá tự nhiên này. Thì ngoài cái bức tranh này ra thì là thiết kế ở đây rất là nhiều hạng mục khác nữa. Thì đây là các cái chi tiết và ở bên mình đã làm hoàn thiện. Đấy, thì ở trong này là có những cái bóng đèn để hắt ra những cái chất đá thạch anh như này. Thì cái hoàn toàn bằng tự nhiên nhá. Thang máy á ở đây là từ tầng 1 lên đến tầng 4 là hầu như ốp bằng đá hết. Thì những cái thang máy thường là dùng bằng đá tự nhiên thì nó sẽ đẹp. Thì đây, ở ngoài cái thang máy á nó có một cái chiều như này. Thì hôm nay đang làm á thì mình muốn để cho nó tốt á thì là mình đã bọc cái này. Còn là đây có một cái hoa văn ở trong thang máy, thường là sử dụng những cái này để có một cái điểm nhấn của cái thang máy này. Đó, ở đây là đi xuống sảnh sau của tòa nhà. Thì ở đây các cái tam cấp lên cũng đều là dùng đá. Đó, thì là ở đây á cái nhà của gia chủ này thì là muốn có một cái nhà cho vững chắc. Thì ở đây là mình dùng những cái loại đá tối mau một chút thì nó sẽ tôn lên được cái nhà nó rất là khỏe và để cho gia chủ có một cái kiến trúc nó đẹp á. Ở đây là mình thiết kế cho gia chủ thì là dùng bằng đá granite thì cái màu tối màu thôi. Thì đặc biệt lưu ý với những cái người mà muốn ốp đá ở ngoài hiên nhá thì không nên dùng loại marble, mà marble là thường là màu sáng là nó sẽ dễ dẫn tới là ố màu. Thì là mình ở dưới ở chân đế á thì mình nên sử dụng những cái loại đá granite này, nó sẽ bền và rất là tốt. Đó, các bạn thấy rất là chắc chắn đúng không?
sảnh của tòa nhà, cái chiều nghỉ này này, thì vào một cái ngôi nhà là cái điểm này là cái điểm nhấn đầu tiên của ngôi nhà. Thì hôm nay là cái hạng mục cuối cùng của làm đá, thì các bạn sẽ đánh bóng một lần cuối và để có một cái lớp bóng và bền của cái kiến trúc này. Đó thì các cái bậc thang này đều là làm bằng đá granite. Đây, các cái chân đế như này thì nó rất là chắc chắn. Thì cái ngôi nhà này á đã 90% là đá của Greenstone là đã gần xong. Thì nếu các anh chị mà muốn có những cái loại đá tốt với là hợp với phong thủy và cái ngôi nhà của mình á, thì các bạn hãy để lại thông tin ở bên dưới để Tuấn có thể là tư vấn cho tất cả các anh chị về những cái sản phẩm của Greenstone. Và các anh chị hãy theo dõi kênh của Tuấn để nhận những cái video hay hơn về đá. Chào và hẹn gặp lại các anh chị những video sau.